Chào mừng tất cả quý vị, hôm nay Bi giới thiệu tới quý vị tiếp tục một cái bộ dàn bao nữa và model cũng rất là cao, đó là model nha Lifestyle 235 nha quý vị. Và cái dòng loa này thì quý vị chỉ thấy nó có hai loa đây và một cái loa sub điện nha. Và cái bộ này về thì có hai cái chân nha quý vị, hai chân này là hai chân Rintel luôn. Và quý vị thấy là nói chung là với cái số loa như vậy thì chúng ta kết nối rất là dễ nha quý vị, rất là dễ quý vị. Đây đây là cái đầu âm ly nha, cái đầu âm ly nha quý vị. Và cái đầu âm ly này thì quý vị kết nối qua đường optical in, qua đường tivi quý vị, để chúng ta lấy nhạc. Hoặc quý vị ở nhà mà có đầu đĩa thì chúng ta cũng có thể kết nối được luôn, đầu đĩa rời nha. Và đây là cái remote, đây cái remote của nó rất là ngầu nha quý vị, nó ngầu hơn hết những cái remote khác nha, của cái model khác nha. Đây thì cái bộ này á, thì cái đầu này và cái súp là nó được sản xuất ở Iselin nha quý vị. Iselin là nó thuộc ở nước Anh quý vị, một vương quốc của nước Anh. Và cái nguồn điện của cái bộ này là nguồn điện 220, nên là chúng ta khỏi phải cần ổn áp nha. Còn đây là cái cục adapter thì mình thấy nó thiết kế gọn lại so với những cái model khác rất là nhiều. Cục adapter này thì nó cũng có khắc cái chữ bao trên đây nha quý vị. Và cục adapter này các đời thì nó đều sản xuất ở China hết, các đời đều sản xuất ở China hết quý vị ạ. Và cái loa này thì quý vị thấy nó thiết kế khác rồi, thiết kế kiểu khác rồi nha quý vị. Đây cái chữ bao nè rất là đẹp, ở hai bên này là nó có dạng như kiểu bóng piano hai cái loa tay này. Rồi và mức giá ngày hôm nay mình bán là 16 triệu 500 ngàn, dây kèm theo đầy đủ nha quý vị, không thiếu một cái dây nào hết. Và ở bên một cái loa súp này thì nó có cái simili này quý vị nè, là người ta lau quá người ta không để ý là nó có cái simili này, nó có hở hở ra một tí nha quý vị. Đây còn lại là đẹp nguyên bản hết nha quý vị, bao riêng tuyệt đối cho quý vị. Mức giá chỉ 16 triệu 500 ngàn thôi. Cái bộ này quý vị nghe trong căn phòng độ 30 mét vuông trở lại vô tư luôn nha quý vị, vô tư luôn. Đây để mình quý vị nhìn nè, ở cái đường phía sau nè, để mình quay cái đường phía sau để quý vị thấy nè. Đây đây nha quý vị, chúng ta kết nối vào cái đường optical in đây, nó có máy máy tới đường optical in luôn, để về chúng ta kết nối vào tivi, còn không thì chúng ta kết nối vào đầu đĩa qua đường RCA AV luôn nha quý vị. Rồi một bộ duy nhất. Đây đây cái nơi sản xuất nè quý vị, đây Made in Iceland này quý vị, cái súp cũng vậy luôn nha. Và cái đời của nó là Bau AV35, cái súp nó cũng để như vậy luôn nha quý vị, đúng một đời luôn nha. Đây Made in Iceland. Rồi bây giờ mình test nha cho quý vị cùng nghe nha. Cái súp này công suất của nó lên tới 350W nha quý vị. Cái súp này nè, 350W. Rồi bây giờ quý vị thích thì alo cho Bi, số điện thoại của mình là 0907 386 304 nha. Có hai cái chân kèm theo luôn nha quý vị. Lại gặp anh, người trai nơi chiến tuyến, sống trên vai bước về qua đường phố. Tôi lại gặp anh, giờ đây nơi quán nhỏ, tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ. Nhớ gì từ ngày anh ra mái trường, nhớ gì từ ngày anh anh, trời đêm nay sáng quá, ánh trăng như hé cười sau ngàn lần.
chia tay, rồi mai đây có về qua cho tôi anh nhớ chiếc bay thương. Nắng đẹp của bình minh đang hết chờ, nỗi buồn vui biệt ly chưa gió mờ, sương thu từ rừng sâu vẫn còn đó. Còn đâu